Trong thời đại hiện nay, khi thế giới thay đổi với tốc độ chóng mặt và thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, việc biến nghề nghiệp thành cơ hội không chỉ là một yêu cầu mà còn là chìa khóa để đạt được thành công và hạnh phúc lâu dài. Đối với thế hệ Gen Z, những người trẻ đang bước vào cuộc sống chuyên nghiệp với nhiều kỳ vọng và khát vọng, việc nắm bắt cơ hội trong nghề nghiệp không chỉ giúp họ phát triển bản thân mà còn mở ra con đường để tạo dựng một sự nghiệp ý nghĩa và bền vững. 1. Nghề nghiệp là gì? Và tại sao nghề nghiệp lại quan trọng? Nghề nghiệp không chỉ đơn thuần là công việc bạn làm hàng ngày để kiếm sống, mà còn là lĩnh vực mà bạn có thể phát triển kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm và đóng góp giá trị cho xã hội. Nghề nghiệp là nơi bạn có thể hiện thực hóa những đam mê, sở thích và biến chúng thành những thành tựu cụ thể. Đối với nhiều người, nghề nghiệp còn là một phần quan trọng của bản sắc cá nhân, phản ánh con người họ là ai và họ muốn trở thành ai trong tương lai. Nghề nghiệp quan trọng bởi nó không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp bạn hoàn thiện bản thân, phát triển kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội. Một nghề nghiệp phù hợp có thể mang lại niềm vui, sự thỏa mãn và ý nghĩa cho cuộc sống của bạn. Ngược lại, nếu bạn cảm thấy không hạnh phúc với công việc mình đang làm, điều đó có thể dẫn đến sự mệt mỏi, mất động lực và thậm chí là ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. 2. Biến nghề nghiệp thành cơ hội, bước đầu tiên để hoàn thiện bản thân. Việc biến nghề nghiệp thành cơ hội đòi hỏi bạn phải có một tư duy cầu tiến và sẵn sàng học hỏi, không ngừng phát triển. Điều này bắt đầu từ việc bạn nhìn nhận nghề nghiệp không chỉ là một phương tiện kiếm sống mà còn là một cơ hội để phát triển bản thân. Khi bạn có thái độ đúng đắn đối với nghề nghiệp, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc tận dụng mọi cơ hội để học hỏi, trau dồi kỹ năng và mở rộng tầm nhìn của mình. Một minh chứng thực tiễn là câu chuyện của những người đã từng bắt đầu từ những công việc tưởng chừng như tầm thường, nhưng nhờ vào sự kiên trì và tinh thần học hỏi không ngừng, họ đã biến công việc đó thành bệ phóng cho sự nghiệp rực rỡ. Chẳng hạn, những người bắt đầu sự nghiệp từ vị trí thực tập sinh hay nhân viên cấp thấp, nhưng nhờ vào sự nỗ lực không ngừng và khả năng nhận ra cơ hội trong từng nhiệm vụ, họ đã từng bước thăng tiến và đạt được những vị trí quan trọng cho công ty. 3. Tầm quan trọng của việc chọn nghề nghiệp phù hợp. Chọn nghề nghiệp phù hợp là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong việc biến nghề nghiệp thành cơ hội. Một nghề nghiệp phù hợp không chỉ giúp bạn phát huy hết khả năng của mình mà còn mang lại sự hài lòng và hạnh phúc trong công việc. Đối với Gen Z, việc chọn nghề nghiệp không nên chỉ dựa trên những yếu tố bên ngoài như mức lương hay danh tiếng mà cần phải cân nhắc kỹ lưỡng những giá trị cá nhân, đam mê và sở thích. Chọn đúng nghề nghiệp có thể giúp bạn tránh được những sai lầm và lãng phí thời gian vào những công việc không phù hợp. Một ví dụ điển hình là những người đã chọn nghề nghiệp dựa trên sự mong muốn của gia đình hoặc áp lực xã hội, nhưng cuối cùng nhận ra rằng đó không phải là con đường phù hợp với họ. Ngược lại, những người dám theo đuổi đam mê và chọn nghề nghiệp phù hợp với sở thích cá nhân thường đạt được sự hài lòng và thành công cao hơn. 4. Tận dụng mọi cơ hội trong nghề nghiệp để phát triển bản thân. Một khi đã chọn được nghề nghiệp phù hợp, bước tiếp theo là tận dụng mọi cơ hội trong công việc để phát triển bản thân. Điều này bao gồm việc học hỏi từ những người có kinh nghiệm, tham gia vào các dự án thử thách và không ngại đón nhận những nhiệm vụ mới. Khi bạn tích cực tham gia và đóng góp vào công việc, bạn sẽ có cơ hội để nâng cao kỹ năng, mở rộng kiến thức và tạo dựng mối quan hệ. Một minh chứng thực tiễn là câu chuyện của những người đã dám nhận những nhiệm vụ khó khăn mà người khác từ chối. Dù có thể gặp phải những thách thức và khó khăn ban đầu, nhưng chính những trải nghiệm này đã giúp họ rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm và xây dựng lòng tin từ đồng nghiệp cũng như cấp trên. Đây chính là cách họ biến nghề nghiệp thành cơ hội để thăng tiến và phát triển sự nghiệp. 5. Học hỏi và phát triển kỹ năng qua nghề nghiệp. Nghề nghiệp không chỉ là nơi bạn làm việc mà còn là một trường học thực tế, nơi bạn có thể học hỏi và phát triển kỹ năng. Đối với Gen Z, thế hệ trẻ đang bước vào thị trường lao động với sự năng động và sáng tạo, việc không ngừng học hỏi là yếu tố quan trọng để cạnh tranh và đạt được thành công. Hãy xem nghề nghiệp như một cơ hội để học hỏi từ những người xung quanh, từ công việc hàng ngày và từ những thách thức bạn gặp phải. Một trong những kỹ năng quan trọng mà bạn có thể phát triển thông qua công việc là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian và khả năng làm việc nhóm. Những kỹ năng này không chỉ cần thiết cho sự nghiệp mà còn giúp bạn trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn, kỹ năng giao tiếp tốt giúp bạn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và khách hàng, trong khi kỹ năng quản lý thời gian giúp bạn hoàn thành công việc hiệu quả hơn và có nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cá nhân. 6. Mở rộng mạng lưới quan hệ qua nghề nghiệp. Mạng lưới quan hệ là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp bạn biến nghề nghiệp thành cơ hội. Mạng lưới quan hệ không chỉ giúp bạn có thêm thông tin, cơ hội việc làm mà còn hỗ trợ bạn trong việc giải quyết các vấn đề khó khăn trong công việc. Đối với Gen Z, việc xây dựng và mở rộng mạng lưới quan hệ là một chiến lược quan trọng để phát triển sự nghiệp. Hãy tận dụng mọi cơ hội để gặp gỡ và kết nối với những người trong cùng ngành nghề hoặc lĩnh vực mà bạn quan tâm. Điều này có thể thực hiện qua việc tham gia các sự kiện chuyên ngành, hội thảo hoặc đơn giản là kết nối với đồng nghiệp và những người có kinh nghiệm trong công ty. Một minh chứng thực tiễn là những người đã biết cách xây dựng và duy trì mạng lưới quan hệ tốt thường dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm cơ hội mới, nhận được sự hỗ trợ từ người khác và thăng tiến trong sự nghiệp. 7. Biến thách thức trong nghề nghiệp thành cơ hội. Trong cuộc sống và công việc, không ai tránh khỏi những thách thức và khó khăn. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn có thể nhìn nhận những thách thức này như một cơ hội để phát triển và trưởng thành. Đối với Gen Z,
Việc đối mặt và vượt qua thách thức là một phần quan trọng trong quá trình biến nghề nghiệp thành cơ hội. Hãy coi những thách thức như một bài học và cơ hội để rèn luyện kỹ năng, nâng cao khả năng giải quyết vấn đề và tăng cường sự tự tin. Chẳng hạn, nếu bạn gặp khó khăn trong việc hoàn thành một dự án phức tạp, hãy tìm cách học hỏi từ đồng nghiệp, tìm kiếm giải pháp mới và không ngại thử nghiệm. Những thách thức này sẽ giúp bạn trưởng thành hơn và sẵn sàng đối mặt với những thử thách lớn hơn trong tương lai. 8. Truyền cảm hứng và động lực để biến nghề nghiệp thành cơ hội. Việc biến nghề nghiệp thành cơ hội không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà còn có thể truyền cảm hứng và động lực cho những người xung quanh. Khi bạn sống và làm việc với tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi và tận dụng mọi cơ hội, bạn sẽ trở thành một tấm gương cho người khác. Đối với Gen Z, thế hệ trẻ đầy năng động và sáng tạo, việc truyền cảm hứng cho nhau là một cách tuyệt vời để tạo ra một môi trường làm việc tích cực và sáng tạo. Hãy luôn nhớ rằng, mỗi ngày làm việc đều là một cơ hội để bạn học hỏi, phát triển và tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Khi bạn biết tận dụng những cơ hội nhỏ trong công việc hàng ngày, bạn sẽ thấy rằng con đường sự nghiệp của mình trở nên rộng mở hơn, với nhiều cơ hội mới đang chờ đón. 9. Định hướng nghề nghiệp và lên kế hoạch phát triển bản thân. Để biến nghề nghiệp thành cơ hội, bạn cần phải có một định hướng nghề nghiệp rõ ràng và lên kế hoạch phát triển bản thân một cách cụ thể. Điều này bao gồm việc đặt ra những mục tiêu nghề nghiệp ngắn hạn và dài hạn, xác định những kỹ năng cần phát triển và tìm kiếm những cơ hội học hỏi để đạt được những mục tiêu đó. Một minh chứng thực tiễn là những người đã dám mơ lớn và lập kế hoạch cụ thể để đạt được ước mơ của mình. Họ không chỉ dừng lại ở những thành công nhỏ mà luôn tìm cách phát triển bản thân và mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình. Đối với Gen Z, việc định hướng nghề nghiệp và lên kế hoạch phát triển bản thân từ sớm sẽ giúp họ tận dụng tối đa các cơ hội trong công việc và đạt được những thành công vượt bậc. Hãy biến nghề nghiệp thành cơ hội để hoàn thiện bản thân và sống một cuộc đời ý nghĩa. Việc biến nghề nghiệp thành cơ hội không chỉ là cách để đạt được thành công trong sự nghiệp mà còn là chìa khóa để hoàn thiện bản thân và sống một cuộc đời ý nghĩa. Đối với Gen Z, thế hệ trẻ đang bước vào thị trường lao động với nhiều kỳ vọng và khát vọng, việc tận dụng mọi cơ hội trong nghề nghiệp sẽ giúp họ phát triển kỹ năng, mở rộng mạng lưới quan hệ và đạt được những thành tựu lớn. Hãy luôn nhớ rằng, nghề nghiệp không chỉ là công việc bạn làm hàng ngày mà còn là nơi bạn có thể học hỏi, phát triển và hiện thực hóa những ước mơ của mình. Khi bạn biết tận dụng mọi cơ hội trong công việc, bạn sẽ thấy rằng con đường sự nghiệp của mình trở nên sáng sủa hơn, với nhiều cơ hội mới đang chờ đón. Đối với Gen Z, hãy biến nghề nghiệp thành cơ hội để khám phá bản thân, phát triển kỹ năng và sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và thành công.